Lão bạn Minh Hảo, tôi tên là Võ Hoài Nam, tôi năm nay 28 tuổi, tôi quê ở Quảng Bình, chiều cao tôi là 1m70, cân nặng 55 kg, tôi chưa kết hôn. Tôi muốn đến Đài Loan làm việc để giúp đỡ gia đình, xin ông chủ cho tôi một cơ hội, xin cảm ơn.